Xem tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2025 Ất Tỵ. Xem tử vi 2025 tuổi Ất Tỵ 1965 để luận giải chi tiết vận hạn về công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo, sức khỏe tai ương trong năm Ất Tỵ. Từ đó giúp đương số nắm bắt vận cát hung, gặp thời tốt thì tận dụng phát triển, gặp vận xấu thì hạn chế tiến hành việc quan trọng, đề phòng xui xẻo. Năm sinh 1965. Tuổi âm 61. Vận niên hổ nhập nội, cọp về đồng bằng. Tổng quan tử vi. Người sinh năm 1965 tuổi Tỵ, cẩm tinh con rắn. Theo quan niệm về mệnh ngũ hành, thiên can Ất kết hợp với địa chi Tỵ tạo thành hình ảnh xuất huyệt chi xà, rắn rời hang. Ngoài ra, Ất Tỵ còn mang trong mình mệnh hỏa, phú đăng hỏa, lửa đèn to. Năm 2025, mệnh hỏa gặp năm Ất Tỵ cũng thuộc mệnh hỏa. Điều này cho thấy sự hòa hợp giữa hai can Ất và Ất, cũng như giữa hai địa chi Tỵ và Tỵ. Vì vậy, khi xét về mặt mệnh ngũ hành, thiên can và địa chi, năm 2025 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn cho mệnh chủ. Trong năm Ất Tỵ, người tuổi Ất Tỵ sẽ được hưởng một cuộc sống bình an, yên tĩnh bên cạnh gia đình và người thân. Các thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngoài ra, các khía cạnh khác như gia đạo và tài chính cũng sẽ thuận lợi và hòa hợp. Tổng quan về tử vi Ất Tỵ 1965 cho thấy không có nhiều biến động, mọi thứ vẫn diễn ra tích cực. Vì vậy, mệnh chủ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm những điều ý nghĩa, giúp đời và giúp người. Hãy trân trọng và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Ất bình hòa, ít chịu tác động của ngoại cảnh, cuộc sống dần đi vào bình ổn. Xét về địa chi, Tỵ gặp Tỵ bình hòa, vận khí bình ổn, ít thăng trầm mạnh, công việc làm ăn y án như cũ, tài lộc vào giai đoạn tích lũy ổn định, sẽ gặp không quá nhiều trắc trở, rủi ro. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, không có quá nhiều biến cố lớn xảy ra, yên tâm vui sống. Xét về can chi, ngũ hành, 2025 là năm khá bình ổn, không có nhiều xáo trộn hay biến cố lớn xảy ra với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Công việc làm ăn y án như cũ, chăn nuôi trồng trọt ở mức bình thường, tiền bạc có vào ra tích lũy, cuộc sống bình an qua ngày. Sao hạn, sao chiếu mệnh, sao vân hán. Vân hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Ngoài ra, cần đề phòng khẩu thiệt, đau ốm, nóng nảy mồm miệng mà gặp tai hình, kiện cáo. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Vân hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Niên hạn, hạn thiên la. Năm gặp hạn thiên la, mệnh chủ dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Năm có trung tinh chiếu mệnh, vận khí bình ổn, mọi việc vẫn tiến triển như thường lệ. Việc làm ăn dẫu có lúc thăng trầm nhưng không quá khó khăn,
tiền bạc cũng đủ tiêu xài, không quá lo lắng đời sống vật chất. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2025, trong năm Ất Tỵ, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Vận hạn năm tam tai 2025, tuổi Ất Tỵ không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2025, tuổi Ất Tỵ phạm Kim Lâu Tử, dễ gây hại cho con cái, không thích hợp đứng tên làm việc lớn như xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con. Hoàng Ốc 2025, tuổi Ất Tỵ phạm Hoàng Ốc, kỵ việc xây dựng nhà cửa. Trong năm 2025, tuổi Ất Tỵ không thích hợp xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc cưới gả cho con cháu trong nhà, tránh gặp xui xẻo. Tổng kết, phân tích trên tổng hòa nhiều yếu tố tác động vận số năm Ất Tỵ cho thấy 2025 là năm khá bình ổn, không nhiều xáo trộn hay các biến cố lớn đối với Ất Tỵ sinh năm 1965. Công việc làm ăn y án như cũ, chăn nuôi trồng trọt ở mức bình thường, tiền bạc có vào ra tích lũy, cuộc sống bình an qua ngày. Ở độ tuổi này đương số bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú, không có gì có thể làm khó được bạn. Nếu vẫn đang tại chức, con giáp này vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay làm khiến mệnh chủ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ nên vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp hoặc học hỏi một số kiến thức, kỹ năng mới. Về tài lộc, đường số tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình, có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Nên dành nhiều thời gian hơn để lo việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè đồng niên để giải tỏa tâm lý. Đừng suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay quyền lực. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin về tử vi năm 2025 Ất Tỵ cho bản mệnh tuổi Ất Tỵ 1965. Mong rằng video trên đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.